What the fuck? Không cần nói gì, qua đây đi. Nani? Ta không là. Xin từ giấy phép. Ta tên là Nguyễn Thị Âu Lão Hạt, cũng bắt con chó vàng đánh bạ nó chết ngày hôm qua. Nó chù ta từ năm ngoái cho đến năm nay 1996 đến 2019. Banh thi bá. Người tưởng tên ngươi đã dài hả? Tên ta còn dài hơn nữa. Ngươi tên là Chí. Bây giờ ngươi hãy khai báo cho ta số đo ba vòng. Hả? À, lộn. Ngươi hãy khai báo cho ta chỉ số sức mạnh dành được bao nhiêu. Ngươi chưa nghe dành tới ta. Ta không có chỉ số sức mạnh. Vậy tại sao ngươi dám cướp cậu vàng nhà ta? Không phải bao nhiêu. Tính nhiều đi. Ngươi hụt rồi. Thì ngươi có chắc không? Người đã ép bộ ta phải xài lên tiệc chiêu cuối. Bà ngoại mua càng chi. What? Ta đã lấy được hai cái gì kia của nhà ngươi rồi. Cậu em bây giờ hả? Đã đánh nước như vậy rồi, hãy xài tiệc chiêu bí đẳng của mình đi cậu bạn ơi. Go. Ok. Bác tê. Nơi đâu có ác quỷ, nơi đó phải có tâm lý. Cậu em xin nhất vàng. Bía ta. Vàng đã biến hình rồi. Ngươi chỉ có chính xác. Nói gì đi cậu vàng. Tao quên. Cậu vàng là con chó. Để tao biết gì tao nghe. Nói lại đi cậu vàng. Cậu vàng đòi ăn xương. Sao lại đòi ăn xương? Phải đánh đối thủ. Nó chỉ là một con chó thôi mà. Xem tao biết hình nè. Thấy gì chưa? Cái nữ biến hình. Mày cứ có thể thắng được cậu vàng của ta hả? Cậu vàng xông lên. Xương nè. Nhưng mà đó là bom mà. Công nhận nó như chó vậy. Cậu vàng đi rồi Lão Hạt à. Bây giờ chỉ còn tao với người. Lên đánh tới đôi cho tán mặt đàn ông. Người đánh thì ta chiêu. Yeah. Yeah. What the fuck. Các bạn, đó là một đoạn video đậu mình làm hài cho các bạn xem thôi các bạn ơi. Đó, thì các bạn đã đến với channel của Bự TV. Channel của tụi mình là chia làm bự nhây luôn các bạn ơi. Và hãy nhớ like, share, comment thật là nhiều để ủng hộ cho anh em của tụi mình có động lực ra video mỗi ngày nhé các bạn. Và hả, đừng quên hả, đăng ký cho thằng nút vlog nè các bạn. Bảo ra em nè, một con nè các bạn. Nhớ chắc các bạn, nhớ nha. Thì hả, ít ủa, ngày hôm nay hả các bạn, anh em của tụi mình sẽ tính là hả làm thử thách ăn toàn là những thứ màu cam luôn các bạn ơi. Đó, cho nên anh em của tụi mình đã lấy hai viên bi em chưa bỏ vô lại. Cá bên kia đã bị bóc ra rồi, là không có được nhét rồi nha các bạn. Bây giờ anh em của tụi mình sẽ đi ra em mua những thứ cái đó nha các bạn ơi. Đó, và hả, Dũng Huy. Ủa, mình đang tính ra, bây giờ có chút nha. Chứ rượu Dũng Huy nữa. Mình sẽ rủ Dũng Huy đi theo nha các bạn ơi. Để em rủ Dũng Huy đi cho. What? Anh Huy. Ủa, what the fuck? Ông Hiệp đâu? Trời ơi, cái ông Hiệp này đã kêu là đợi Dũng rồi. Giờ phải vô, kêu Hiệp đi ra nữa. Yeah, mình sẽ kêu anh Hiệp nha các bạn. Ok anh em, bây giờ cuối cùng hả? Mình cũng phải làm Ruby rồi các bạn ơi. Và hả, Dũng Huy là đã có mặt tại trong em rồi các bạn ơi. Đó, anh em của tụi mình đã đi vô đây rồi các bạn ơi. Bây giờ hả, anh em của tụi mình sẽ tìm những thứ màu cam về mua cho các bạn ơi. Ăn thử xem nó như thế nào nha các bạn. Có cái màu cam anh thử. Màu cam nè. Cái này ăn được nè. Nhét mồm, màu cam á. Cái nấm dú cho con nít mà. Nhét mồm ăn được không? Ừ, nhét mồm được mà. Bây giờ mình muốn thấy ra một điều, đó chính là hả, anh em của tụi mình đã lạc vô đồ chơi của những bé em 1-2 tuổi các bạn ơi. Đã xem đồ chơi là quá trời luôn các bạn ơi. Ông Dũng với ông Hiệp nãy giờ đi đâu mất tiêu mình không tìm thấy ta. Nè các bạn, hồi nãy hả, Dũng Huy hả, nó dám trốn mình, nó kêu là hả, chơi trốn tìm mình nó. Và hả, mình phát hiện nó rồi các bạn. Ấy, nó trốn đó các bạn thấy không. Bây giờ hả, mình sẽ qua mình bắt nó nha các bạn. Bắt được rồi. Ê, sao không bảo chỉ phát hiện ra mình. Các bạn biết chuyện gì không? Dũng Huy hả? Đây là đồ phía bên kia các bạn. Mình sẽ để cái chân đây. Mình cho Dũng Huy vô các bạn. Dũng Huy sẽ bị bắt té nha các bạn. Cái nào? Giật nhau với em không? Trời thằng này, thôi đi, cứ ở nhau với mình cơ. Vậy vũ khí của em là gì? Vũ khí của em nè.
Nó khỉ cũng to đấy. Ủa thì cầm một khỉ ăn đâu. Ủa cái thằng Dũng này nãy hả? Nhưng mình đã hẹn nó ở đây rồi nè. Mai giờ hả? Mình không thấy nó đâu cả. Ủa anh Hiệp, có thấy thằng Dũng đâu không? Gì? Dưới hả? Oh no. Sao tình như làm dưới chân anh nhảy? Em đang ngủ. Anh Hiệp, có cách nào hả? Anh Hiệp giúp cho em kéo cái xe này được không? Em thấy kéo này nặng quá. Có cách rồi. Anh kéo gì đó? Anh kéo giúp em cái xe này đúng không? Nhẹ chưa? Anh kéo giúp em nữa thấy không? Sao? Mình thấy nặng nặng anh Hiệp. Nặng đâu nặng. Thôi mà không kéo xe được rồi. Ủa tụi nó đâu mất tiêu nữa rồi trời. Đi tự nhiên mất tiêu à. Đâu rồi trời? Cái nó này kỳ không anh Hiệp? Tự nhiên kỳ kỳ sao á? Mình nhìn cũng đẹp chứ. Nó này kỳ vậy ta? Ai làm ra cái nó này ta? Cái bo đó con nít ị á. Tức có nghĩa là nó cái toilet con nít à? Chính xác. Món đầu tiên đó chính là nước cam. Mình lấy nước cam nha các bạn. Một cam phải lấy nước cam rồi. Mình phát hiện ra một thứ. Con bò có thể làm nước cam được. Con bò làm nước cam. Mình sẽ lấy thêm cho nước cam nữa nha các bạn. Cái này hả các bạn? Lấy cho nhỏ nhỏ rồi được rồi. Cái nhỏ thôi. Tao lấy cho bự vậy. Cái này nhỏ mà. Cái này mới nhỏ 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 nè. What the fuck. Mình lấy này một cam nha các bạn. Mình không dám nói to tại vì cái này một cam nè các bạn. Mình sẽ lấy cái này nha các bạn. Wow, mình sẽ lấy trái cam cho các bạn. Ủa cái này màu vàng trái cam thì phải màu cam chứ thôi trái vàng rồi. Đó là hai màu khác nhau mà. Đó là màu vàng. Một cam mình sẽ lấy trái cam nha các bạn. Đúng rồi các bạn, một cam là cà rốt rồi các bạn ơi, cho nên mình sẽ mua một củ cà rốt nha các bạn. Có cà rốt rồi các bạn, lấy cam thôi. Ok các bạn, mình thấy hả? Cái bên chim màu cam nè các bạn ơi, mình lấy luôn nha các bạn. Các bạn ơi, mình khát nước quá. Nãy giờ mình đi trong đây hả? Khát nước quá. Con nước kìa. Ừ. Đó là cái lùn què gì vậy? Ok các bạn, mình chơi lớn rồi các bạn ơi. Mình sẽ mua một tỷ tôm nha các bạn ơi. Tỷ tôm nó có một cam nè các bạn. Chẳng thiệt á, nãy giờ đi chơi hả? Không có thấy hả? Chỗ nào bán nước cam mới đẹp. Ê, một cam em. Tỷ thằng nhóc đó hả? Ừ. Ủa, hôm bảo nó lấy chai nước cam kìa ta. Ừ. Lấy chai nước cam mà nó làm gì vậy? Tưởng là kêu bắt nhóc luôn. Bắt cóc rồi, bắt cóc rồi bị bắt rồi. Ủa, cái cam nước một cam này, bây giờ để là vị trí của nó. Đã ở đâu rồi ta? Một cam, một cam, một cam. Bạn có cái này một cam không vậy? Không có một cam. Cái này một cam. Đó rồi. Mình sẽ lấy cái này một cam nha các bạn. Bánh kích tát. Ok các bạn, cái này của Si được các bạn. Một cam nữa các bạn. Bánh quá. Ok anh em, bạn đã có dư. Mình với Điệp Ruby và Dũng Y đã có mặt tại nhà đó các bạn ơi. Bây giờ anh em của tụi mình sẽ xử lý hết cả những thứ một cam cho các bạn. Đó, anh em của tụi mình đã hở luộc cái bên chia lửa các bạn ơi. Anh em của mình luộc tôm lửa các bạn ơi. Lấy ít thôi các bạn để review các bạn xem mà chủ yếu. Đó, bây giờ hả? Nè, đó, nhìn một đống một cam luôn các bạn. Bây giờ cái đầu tiên mình sẽ làm cho các bạn xem, đó chính là anh em của tụi mình sẽ cắt chiếc cam ra xem như thế nào nha các bạn. Mình sẽ review hai chiếc cam. What? Ủa, hai chiếc cam đâu rồi Dũng? Nó mất tổng cộng hai chiếc cam đúng không? Dũng em ơi. Dũng em ơi. Chắc em nè. Chắc em nè. Mẹ. Bây giờ anh em của tụi mình hả sẽ review chắc em cho các bạn xem nha. Oh shit. Cái cam mày rớt. Dí theo anh em đi. Dí theo. 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 Cuối cùng mình đã chế tạo được một cái bơm của hình dáng chiếc cam. Ai cho mày dám lấy chiếc cam của tao? Đừng có cái cam này. Ủa? Cái bơm không phải chiếc cam đâu. Ê mèo ơi đừng. Ê ê. Ê.
từ chiếc game đầu tiên của tụi mình đã bị mất rồi các bạn ơi. Thì tụi mình còn một chiếc game nữa các bạn ơi. Bây giờ hả, chiếc game này chúng mình sẽ cắt ra ăn nha các bạn. Wow, cam rồi các bạn ơi, nhìn rất là ngọt luôn các bạn ơi. Ok, mỗi người bứt cái ăn à. Wow. Ăn thử cho các bạn. Bự quá. Ủa sao nãy mình lấy cái, bây giờ mình có hai cái. Mình ăn cam các bạn, con chó ơi, cái sổ rồi. Cam các bạn, cam có gì đặc sắc các bạn ơi. Cam á thì các bạn ăn cam nhiều rồi, các bạn biết rồi. Các bạn biết rồi, bây giờ hả mình sẽ chuyển qua tôm nha các bạn ơi. Tôm ở trong siêu thị đều là tôm hả đông lạnh hết, không biết là ngon không các bạn ơi. Ồ, mỗi giờ lấy con tôm ăn thử coi. Ai bự quá ha. Con tôm này cũng ngon các bạn, ăn thử coi. Tôm này là có mùi tôm. Nó mùi tôm. Bắt tập vô. Tôi ăn tôm mà cảm thấy nó lạc nhất. Thằng lâu quá lâu quá vậy. Con ăn con tôm rồi các bạn ơi. Giờ hả mỗi đứa con ăn con tôm rồi. Giờ còn hai con tôm. Thằng ăn, thằng nào nhất. Không ăn nhiều. Của tao. Của tao chứ. Mày quên mất bà con hả? Ủa? À con tôm. Quen. Quen gì của anh nè. Bảy con tôm cuối cùng. Con tôm cuối cùng ra cửa bảo ra chứ của ai. Con quỷ bảo vệ nó ăn quá bú đấy luôn con tôm mất rồi. Ok, mình sẽ mang xong món thứ ba đó chính là món cá viên chi. Dạ ok. Xong cục, bây giờ không ai nhận của ai hết. Mỗi thằng hai cục, thằng nào mà có một cục là mày đi. Mày ăn thử cái viên chi xem siêu thị giống là ngon các bạn. Ngon các bạn ơi. Thiệt. Ngon. Thiệt. Ngon. Cái cá viên chi màu cam này cực kỳ ngon các bạn ơi. Các bạn mua thử ngon thiệt các bạn ơi. Vị tôm đúng rồi, vị tôm chứ không phải vị cá. Tôm ngon thiệt không? Nó có vị đó. Cá viên chi của em nè, ăn đi. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục nha các bạn ơi. Gì vậy? Gì vậy? Em đau bụng rồi. Thôi. Ây da. Nó bụng yếu mà nói hoài không nghe. Ăn bậy bạ không. Quên coi nha, là còn mình với lại anh Hiệp Ruby sẽ hả xử lý với cái còn lại nha các bạn ơi. Mình sẽ ăn thử cái bánh này các bạn. Bánh này là bánh tôm nè các bạn ơi. Hồi nhỏ bạn, mình ăn mấy cái bánh tôm này rất là nhiều luôn. Giờ mình sẽ ăn cái bánh này xem như thế nào nha các bạn. Cái này của Hàn Quốc hả các bạn? Của Hàn Quốc nữa ha. Sau khi ăn vô ăn cậu khác. Chẳng cái khác gì bánh Việt Nam. Ăn gì nhiều dữ vậy? Ngủ vậy? Lỡ chết sao? Ông chết tiệt rồi kìa. Anh Hiệp. Một sự việc đau lòng vừa được xảy ra. Một thanh niên ham ăn hốc uống đã chết bởi vì do ngốn quá nhiều bánh. Và kể từ đó người ta đến đây du lịch rất là nhiều. Có một cái danh lam thắng cảnh tên là Hiệp Ngốn. Ủa bạn sao có vậy? Anh Hiệp đi rồi, ông Dũng à. Ừ, sao? Ông cũng là cây số cả. Hiện trường vụ án còn đây. Nani? Anh Hiệp đi, khỏe lắm. Tại sao anh Hiệp bé thành mấy cộng phải vậy? Hiện trường vụ án, con em khỏe lại. Anh Hiệp đó hả? Thì chết cái chỗ này nè. Anh Hiệp đó rồi. Anh Hiệp bị thằng tù nó lôi đi rồi. Vậy đây là ai? Hình chưa mua em này là ai vậy? Anh em xin đồ của anh nhá. Ok các bạn, để tiếp tục phần mình nói nè. Dũng có đề nghị gì vậy mày ơi? Dũng tính em xin nói gì vậy? Ê mày đâu chơi bắt tay vậy? Bắt tay của đồ là kết rồi. Bắt tay là anh kết Dũng à? Ok. Bắt tay thì bắt tay thôi. Ủa? Ủa? Đi rồi. Ok anh em, bây giờ mình hả sẽ qua cái nước pixi này các bạn. Cái nước pixi này nó khác với cái nước cam bình thường như thế nào nha. Mình nói cho các bạn nghe, cái này hả là hả người chuyên nghiệp mở nó không có bị xì, còn chứ các bạn không biết mở nó các bạn sẽ bị xì đó. Mình là người chuyên nghiệp, mình mở không bao giờ bị xì các bạn. Xem mình mở nè. Oh no. Thấy không? Thấy không? Làm hết hồn rồi. Như nước lửa các bạn ơi. Thì ra nước ngọt làm bằng xà bông đúng không? Em chắc là nước ngọt làm từ xà bông không? Chắc chứ. Nếu chắc thì đồ cam, bây giờ mình cho đồ cam mình thấy
Bài cát độ cao luôn các bạn ơi. Ok các bạn, mình thì giỡn Dũng hay vậy các bạn ơi. Ai dè hả, cái nước màu hả, nó dữ vậy các bạn. Dạ, mình thử uống thử nha các bạn ơi. Nước cao coi các bạn, uống thử đẹp. Dũng Huy đã có sừng. Thấy sao đẹp? Giống nước cam quá hả? Nước cam, nước cam, giống nước cam. Sao nước quýt gì vậy? Sao nước quýt gì vậy? Nói chung là cái nước cam này cũng bình thường các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chuyển qua đây nha các bạn. Cái này là họ sữa chua Miso Go Plus. Cái này rất là ngon các bạn. Mình móc ra ăn thử cho các bạn. Wow. Ok các bạn, mỗi anh em của tụi mình sẽ móc ra ăn thử nha các bạn ơi. Mình sẽ ăn trước nha các bạn. Như vậy sữa chua đâu? Này dạng Rồi, sữa chua. Gì đây? Cái sữa. Ừ, cái này sữa đặc á chứ phải sữa chua đâu. Nói chung là cái này rất là béo, rất là thơm, rất là ngon. Cái này mình bảo đảm luôn, để dành cho mấy bạn con nít á hay ăn các bạn ơi. Rất dinh dưỡng, nhiều dinh dưỡng các bạn. Đó các bạn ơi, cái này ngon thiệt các bạn ơi. Dũng Hí, có phải là em vừa chết mặt anh không? Là em đó. What? What the fuck? Ok các bạn, tại vì họ ngày hôm nay á là do anh của tụi mình quay nhiều các bạn ơi, cho nên là họ đến thì tài là nó dài lắm các bạn, cho nên là mình sẽ ngắt video gần đây các bạn ơi. Ra anh của tụi mình còn mấy món nữa các bạn, đó chính là cà rốt nữa các bạn ơi, là bánh kích tát nữa các bạn ơi, bánh cu si nữa các bạn ơi, và một lon nước này các bạn, đó rất là nhiều luôn, cho nên là họ anh của tụi mình không thể nào review hết được, rất là dài các bạn ơi. Chắc là anh của tụi mình phải hả dừng video tại đây thôi. Các bạn xem video các bạn nhớ like, share, subscribe, đăng ký, comment thật là nhiều. Video của anh của tụi mình sẽ đăng vào 7 giờ tối hàng ngày luôn các bạn ơi, cho nên hả anh em hả nhớ qua ủng hộ cho anh em wifi khác thật biết bao nữa các bạn, một bao nữa các bạn, bảo đây nữa các bạn, để hả ủng hộ cho anh em có thể động lực cho các bạn. Nếu ủng hộ anh em mình nha các bạn. Nếu ăn tiếp tục gì để lại bình luận cho anh em mình biết làm màu tiếp theo nha các bạn. Còn bây giờ thì mình cùng với Hiệp Robby, cùng với Dũng. What? Dũ. Hả? Em làm gì bài bài vậy? Làm gì bài bài đâu? Cô ra chơi nước rồi. Bánh dụng cô được.